Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng quay video tự động hay còn gọi là Quick Shot với máy bay DJI Mini 2. Trước khi sử dụng Quick Shot, bạn phải điều khiển máy bay ở chế độ Normal và cho máy bay cất cánh ở một khoảng cách an toàn và chắc chắn là xung quanh đó không có vật cản nào làm ảnh hưởng đến an toàn bay. Nếu như bạn không rành về chức năng này thì bạn tập sử dụng với một khoảng cách ngắn trước khi mới bắt đầu. Cất cánh và giữ vị trí vào khoảng cách ít nhất 2 mét so với mặt đất và chọn chức năng Quick Shot trong ứng dụng DJI Fly. Drone. Chọn Drone và chọn khoảng cách bay tối đa. Bấm vào hình ảnh chủ thể cần được quay hoặc là vẽ khung đánh dấu, sau đó bấm Start. Máy bay sẽ quay thẳng vào điểm mà bạn đánh dấu và bay lùi ngược lên. Sau khi đã quay xong, máy bay sẽ bay ngược trở về vị trí ban đầu. Rocket. Chọn Rocket và chọn độ cao tối đa. Bấm vào hoặc vẽ khung đánh dấu chỗ bạn muốn bay và bấm Start. Máy bay sẽ bay lên cao với camera nhìn xuống mặt đất. Sau khi đã quay xong, máy bay sẽ bay ngược trở về vị trí ban đầu. Circle. Chọn Circle và chọn hướng bay trái hoặc phải. Bấm hoặc vẽ vào khung đánh dấu chỗ bạn muốn quay và bấm Start. Máy bay sẽ tự bay vòng tròn theo hướng bay mà bạn đã chọn, với bán kính dựa theo khoảng cách giữa máy bay và chủ thể cần quay. Helix. Chọn khoảng cách bán kính tối đa và chọn hướng bay. Bấm vào hoặc vẽ khung đánh dấu chỗ bạn muốn bay và bấm Start. Máy bay sẽ sử dụng bán kính ban đầu là khoảng cách với chủ thể và sẽ bay lên, đồng thời bay vòng tròn và bay xa ra theo quỹ đạo hình xoắn ốc với camera luôn hướng về chủ thể. Sau khi đã xong, máy bay sẽ bay ngược trở về vị trí ban đầu. Boomerang. Bấm vào hoặc vẽ khung đánh dấu chỗ bạn muốn quay và bấm Start. Máy bay sẽ bay vòng tròn với quỹ đạo hình ellipse. Nếu như bạn muốn tắt chức năng Quick Shot, bấm vào nút chữ S màu đỏ bên phải màn hình hoặc bấm nút dừng ở trên remote điều khiển. Sau đó, máy bay sẽ dừng lại và giữ nguyên vị trí. Bạn không được điều khiển cần lái trong lúc đang quay, nếu không máy bay sẽ ngay lập tức dừng lại và tắt chế độ Quick Shot. Xem lại video và chia sẻ. Sau khi quay xong, bấm nút xem video ở bên phải để xem lại. Bấm nút lưu lại ở góc dưới bên trái nếu như bạn muốn tải video về thiết bị di động. Bấm nút ở góc dưới bên phải để chuyển qua lại giữa file trên thiết bị và video từ trên máy bay. Ngoài ra, bạn cũng có thể bấm nút chỉnh sửa ở góc dưới bên phải để có thể chỉnh sửa các video đó tùy theo bạn muốn. Hay là bấm nút chia sẻ ở góc trên bên phải để có thể chia sẻ video đó với người khác.